Các bạn thân mến, tên Lê Lệ Sơn lúc này là một chú heo đất rất là dễ thương. Và hôm nay để biết được quy trình sản xuất một chú heo đất như thế nào thì chúng ta hãy đến cơ sở sản xuất heo đất của chú Đồng Minh Tân để biết nhé. Xin chào anh. Anh cho em hỏi là đây có phải là cơ sở sản xuất heo đất Đồng Minh Tân không ạ? Vậy anh có thể cho em và các bạn khán giả biết được là làm thế nào để sản xuất được một chú heo đất như thế này không ạ? Ok, anh rất sẵn sàng. Tùy vào kích cỡ của con heo mà chúng ta sẽ đổ một lượng hồ phù hợp, không quá ít cũng không quá nhiều. Cuối cùng là Sơn cũng đã hoàn thành một chú heo đất dễ thương thế này rồi. Anh ơi, mình đang làm gì vậy anh? Đang cắt heo. Cắt các bạn biết heo mà nó mình vẫn lớn dai. Còn điểm điểm này, một số cảm. Cái công đoạn này nó khó không anh? Cao nhất trong các khâu đấy, công đoạn này. Vì khéo khéo thì nó cạo được không, thì nhiều khi mình cạo nó bị như đây đúng không? Dạ. Em cạo heo này nó đã được như vậy, nó ăn vào đây cũng như này, thủng như heo. Đây là công đoạn xếp heo và là nung sau khi heo đã được phơi nắng. Vậy là quá trình làm heo đất đã kết thúc. Bên tay mình là một chiếc heo thành phẩm. Thật là tuyệt vời phải không các bạn?